Cũng đến với những thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines đang hình thành. Và theo các mô hình dự báo thì hình thái này sẽ mạnh dần lên thành bão và sau đó sẽ vào Biển Đông. Đây là cơn bão muộn của mùa bão năm nay và được nhận định sẽ là một cơn bão mạnh. Về diễn biến của cơn bão dự kiến, các chuyên gia nhận định sau khi vượt qua Philippines, bão sẽ đi vào vùng giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hướng di chuyển cơn bão theo hướng Tây Tây Bắc. Sở dĩ bão cuối năm nhưng vẫn hướng về phía Bắc do thời điểm này không khí lạnh suy yếu nên không đẩy bão lệch Nam được. Ngoài ra, do không khí lạnh yếu nên nhiệt độ biển cũng ấm hơn là điều kiện giúp cơn bão này có cường độ mạnh. Đây là cơn bão muộn và xuất hiện sau hơn một tháng Biển Đông không có bão nên người dân có thể chủ quan, không đề phòng. Thời điểm bão vào Biển Đông khoảng ngày 17 đến ngày 18 tháng 12 nên người dân cần phải chú ý theo dõi chặt chẽ. Cũng theo các chuyên gia, không khí lạnh hiện nay không thể dự báo xa hơn 10 ngày. Do đó, người dân cũng cần theo dõi diễn biến thêm trong những ngày tới để xem tác động như thế nào đến đường đi, cường độ của cơn bão. Từ đó có thể cho tàu thuyền di chuyển tránh trú tới các vùng biển an toàn hơn.